Thưa bác sĩ ơi, ba em bị tăng huyết áp, thi thoảng thì là như thế này ạ, chỉ số huyết áp đo được là trên 190. Xin bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm và trong trường hợp là huyết áp tăng cao như vậy, người nhà như em ấy nên xử trí như thế nào giúp ba mình? Trường hợp mà tăng lên bao nhiêu thì phải cần đưa đến bệnh viện ạ? Câu này khó, rất là khó. Bây giờ mình đặt cái trường hợp vậy nè. Tại sao 28 ngày khác nó 120, 130 nhưng mà tới hai lần này nó 190, đúng không? Em nói thỉnh thoảng mà. Thỉnh thoảng thì có lúc có khi cái mình tôi cũng gặp cái này nhiều lắm. Rồi rút ra cái kinh nghiệm như vậy là để trao đổi với các bạn mà cũng là nói với các bạn nhà thuốc đồng nghiệp luôn, cũng đừng quá lo lắng về cái chuyện này. Tại vì mình lý luận như vậy nè, khi bác sĩ cho cái thuốc đó phải là thuốc tốt thì 28 ngày trong một tháng là 30 ngày đúng không? 28 ngày nó đạt yêu cầu, tức là nó 13, 12 nó kiểm soát được. Thì không thể nào một thuốc tốt như vậy đang là một thuốc mạnh tự nhiên tới ngày A, ngày B, ngày C đó nó thành cái thuốc yếu làm cho huyết áp người ta không kiểm soát được 19. À như vậy con số 19 đây có ý nghĩa gì? Theo tôi nha, kinh nghiệm á, con số 19 của cái ngày hôm đó của ba bạn đó hay là tăng lên đột ngột như vậy là do có một vấn đề khác xen vô. Đó, cái nghệ thuật chữa bệnh là chỗ đó đó. Cái vấn đề đó theo kinh nghiệm tôi nó là những vấn đề sau đây, thường thường là thần kinh. Ông cụ mất ngủ, ông cụ đi tiểu đêm nhiều quá, ông cụ lo lắng, rồi ông cụ ăn mặn quá hoặc là bị thêm một bệnh khác kèm theo thì cái ngày hôm đó không phải là ngày khỏe. Và còn một bệnh nữa còn phải kể tới là bệnh chóng mặt. Trời ơi, chóng mặt rối loạn tiền đình nó sợ lắm. Bây giờ mình chóng mặt, người quay tít lên thấy tường nghiêng nhà nghiêng, đo huyết áp nhầm lúc đó thì liệu huyết áp nó có đúng hay không? Đó, các bạn để một giây suy nghĩ đi. Khi bạn đang được kiểm soát được huyết áp mà ngày hôm đó bị một bệnh gì đó làm cho bị chóng mặt thì người rất là sợ hãi, nó vô trong một cái tình trạng stress và lo sợ. Trong tình trạng stress lo sợ thì mình nói rồi, tim đập nhanh, hệ thống giao cảm kích hoạt lên, mạch máu co lại, huyết áp chắc chắn nó phải tăng vọt lên thôi. Thì do đó khi chữa bệnh á là mình phải chữa cái bệnh mà làm cho huyết áp nó tăng cao chứ không phải đi tăng thuốc huyết áp, bởi vì thuốc áp nó vẫn là đang là thuốc tốt. Tôi lý luận rồi, một thuốc tốt không thể nào tới ngày đó nó thành thuốc không tốt được hết. Mà cố gắng tìm cái vấn này là khó, đòi hỏi một bác sĩ phải rất là dạn dày chinh chiến mới tìm ra được. Thì do đó nếu mất ngủ chúng tôi khuyên là bình tĩnh uống thuốc an thần. Nếu chóng mặt sẽ có một loạt thuốc chữa bệnh chóng mặt, beta sạc, sugerum, flunarizin, nhiều thuốc để chữa chóng mặt và bình tĩnh cho thuốc đó thì mới hạ được cái huyết áp. Chứ bây giờ bạn cho thuốc huyết áp thì cái căn bệnh nó vẫn còn thì ngày mai huyết áp nó lại cao thôi, không có giải quyết được cái gì hết. Đó là chuyện thứ nhất, là cái chuyện mà thường hay gặp, tức là hai tôi hay ví von là 28 ngày bình thường xong khen bác sĩ tự nhiên có hai ngày tăng thì trách bác sĩ. Đó là lý do là như vậy, vì có bệnh gian phát, bệnh kèm theo. Cái vấn đề thứ hai là thực sự là cái này là nguy hiểm, tức là người ta rơi vô cái lĩnh vực là cơn tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp ác tính, tức là huyết áp đột ngột tăng rất là cao và nó chỉ nguy hiểm khi tăng cao đó gây nên những cái biến chứng của các cơ quan trọng yếu trong cơ thể. Tăng huyết áp làm nhức đầu, chóng mặt, ói mửa và làm cho bệnh nhân có thể mê sảng đó, thì cái loại là tăng huyết áp ác tính đó, thì cái điều đó là phải tới bệnh viện để người ta được hạ áp khẩn cấp, hoặc là gây nên cơn đau thắt ngực, suy tim, nhồi máu cơ tim đó, thì cái đó nằm ngoài cái lĩnh vực của dân thường rồi, nó nằm lĩnh vực cấp cứu. Thế thì nếu mà xử trí trước mắt, tức là cơn tăng huyết áp mà có đe dọa đó, thì bác sĩ người ta sẽ thường là sẽ cho lúc ở tuyến cơ sở đó sẽ có nhân viên thuốc dạng ngậm dưới lưỡi. Mình biết cái lưỡi mình á, mà mắt mấy bạn cong cái lưỡi lên thấy dưới lưỡi là mạch máu xanh xanh đó, mạch máu nó rất là nhiều, do đó mình ngậm á, là thuốc nó giống như mình chích thuốc vậy đó, thấm vô trong mạch máu. Thì cái viên thuốc đó là viên thuốc captopril. Viên thuốc captopril nó có nhiều liều 25 50, thì ngậm viên thuốc captopril có thể giúp làm hạ huyết áp một cách nhanh chóng. Nhưng mà theo tôi khuyên á, đa số trường hợp nó sẽ rơi vô cái vấn đề mà tôi nói đầu tiên đó, vì một vấn đề stress nào đó làm cho huyết áp tăng giả tạo thôi, chứ không phải thực sự là người này do cái bệnh huyết áp nó tăng lên do không kiểm soát được, mà do một bệnh khác mình phải đi chữa cái bệnh mà nó sinh ra cái đó. Xin được cảm ơn bác sĩ. Bạn đọc chia sẻ rằng là sau cái việc kỳ lạ như thế này, đó là em cứ gặp bác sĩ là em hồi hộp và lo lắng, đo huyết áp nó sẽ tăng vọt lên 160/100, mạch 110, nhưng mà về nhà thì dùng máy đo lại thì thực ra cũng chỉ có 117/68, mạch 66 thôi. Em khỏe mạnh, bình thường, không có uống rượu bia, không có hút thuốc lá. Em muốn hỏi là tăng huyết áp khi nào sẽ là bệnh lý, khi nào là tình trạng phản ứng trong chốc lát, như em thì phải làm sao và em có nên uống thuốc hạ huyết áp hay không ạ? Thì em cung cấp thì thiếu cái tuổi. Nếu mà cái tuổi em trẻ thì câu trả lời nó dễ hơn, tức là lớn tuổi thì có thể là cao áp thiệt á, nhưng mà cho là trẻ đi mà chỉ gặp bác sĩ nó mới tăng. Thì dẫn thẳng đây, cũng may là bữa nay tôi mặc áo trắng nè, thì nó có cái hội chứng gọi là hội chứng áo choàng trắng, white coat syndrome. White là trắng, coat là áo choàng, thấy không? Cái hội chứng áo choàng trắng để diễn tả một người bệnh nhân ở nhà thì huyết áp bình thường, hoàn toàn là đạt tiêu chuẩn 12,
12/8. Mình tập nói là 12/8 luôn đi, chứ nói 12 cũng không tốt ha. Tập cái thói quen đưa hai số 12/8, 11/7, 10/6 chẳng hạn. Nhưng mà vô bệnh viện thì là nó lại tăng lên, thì cái đó là hội chứng áo choàng trắng, cũng do kích thích thần kinh giao cảm cô. Thành ra cái hệ thống thần kinh giao cảm rất là quan trọng, lúc đó mình lo sợ đó, tim đập nhanh. Thành ra cái chuyện mà kiểm soát nhịp tim thấy cũng là quan trọng trong đời thường, nếu không phải chỉ trong bệnh huyết áp. Đập thình thịch lên thì lúc đó huyết áp nó tăng cao lên thì gọi là hội chứng áo choàng trắng. Thế thì hội chứng áo choàng trắng có nguy hiểm hay không? Thì người ta sẽ tính theo nguy cơ. Nếu người đó là uống rượu, hút thuốc lá, đái tháo đường mà có hội chứng áo choàng trắng thì có nguy hiểm đó, có tăng nguy cơ một chút xíu. Còn nếu mà người đó hoàn toàn người không có gánh nặng về nguy cơ tim mạch đó, không là đái tháo đường, không là hút thuốc lá, không là uống rượu thì là không là yếu tố nguy hiểm. Do đó bạn cứ yên tâm, nếu chỉ khi nào là hội chứng áo choàng trắng thì đó thì bạn cứ yên tâm là không có nguy hiểm gì. Và đó chính là cái vai trò mà tôi lại chiếu tới chiếu lui nữa thôi, giờ chiếu thêm tờ nữa. Rồi em zoom vô cái tờ này đi, tờ này là nó chữ nó xấu nè, thấy không? Nãy tờ kia nó demo đẹp. Đó mình thấy đó. Đau huyết áp ở nhà, tại sao không đau huyết áp nhà? Giải quyết hội chứng áo choàng trắng. Cứ gặp bác sĩ là 16 18 nhưng mà thực sự đi thấy toàn là số 12 13 mà. Bệnh nhân này là hội chứng áo choàng trắng vì lý do huyết áp nhà bình thường tới gặp bác sĩ. Hồi xưa tôi thấy hội chứng áo choàng trắng này nói thêm tí, tôi cứ tưởng là từ 12 lên 14 thôi. Nhưng mà như cô vừa nói đó, cái câu thắc mắc vừa rồi đó. Trời ơi tôi quá ngạc nhiên, tức là có những bệnh nhân nhà 12 mà lên bệnh viện là 18. 180/90. Mình quá ngạc nhiên luôn đó, tức là mình chỉ tưởng nó tăng vài độ thôi, nhưng mà bây giờ cái hội chứng áo choàng trắng biết người ta stress quá, hay là bác sĩ vô bệnh viện la quá, hay là bảo vệ dữ quá, sao nó tăng dữ vậy không biết nữa. Thấy nó khác hẳn hồi xưa, do đó bắt buộc phải có sắm máy đo huyết áp đòi nhà thôi, con đường duy nhất, chả còn con đường nào khác để chẩn đoán hết. Dạ,